silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Hello, xin chào tất cả anh em. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Liên Quân Mobile, Mobile Việt. Mình là Mobile Việt và hôm nay mình sẽ chơi cái league của mình. Đó chính là league Mobile Gaming. Và mình sẽ sử dụng lữ bố để leo danh. Và danh của mình thì do là mình bận, mình không có thời gian leo danh. Thì hiện tại chỉ mới có là Kim Cương 2 thôi. Mình đánh được có mấy chục trận thôi, 30-40 trận gì đấy. Ok, team đã pick xong rồi. Đội hình thì rất là ngon rồi, cứ thế này mà duyệt thôi. Đội hình này thì rất là bá đạo rồi. Và nữ bố đi lên kinh công thì gọi chính là không sợ thằng nào hết, bất chấp, gọi là thánh solo nữ bố rồi. Và cách đánh của mình thì mình nói luôn, đó là mình sẽ đẩy quái thật nhanh, tranh thủ farm một hai con quái rừng và sẽ ra hỗ trợ lên rồng kịp núp, nghĩa là mình đạt level gần đạt level 4 hoặc level 4 thì mình sẽ ra hỗ trợ anh em. Đó, đảo đường lên lên đường có rồng. Và đó cũng là cách đánh của các anh em cao thủ, danh cao thủ. Thì ngày trước mình leo danh mình hay đánh kiểu đấy thì bây giờ thì chắc cũng là chỉ thế thôi. Cách đánh thì không có gì thay đổi, nghĩa là anh em làm sao mà phối hợp cho nhau thật là ăn ý. Ok, team bạn thì nói chung là cũng khá là mạnh. Đội hình hai bên thì ngang cơ. Rồi, thắng bại tại kỹ năng. Ai hên hơn thì thắng. Ok, vào rồi. Vào rồi. Ra thôi. Lâu lắm không đấu danh. Lâu lắm không chơi nick mình và đấu danh luôn. Mải mê các thể loại tướng mới của Liên Quân Mobile Đài Loan mà test. Người rơi rồi là thỏ tinh danh. Đó là những tướng mới nhất của Liên Quân Mobile. Thì hiện tại ở Liên Quân Mobile Việt Nam thì đã sẽ ra đến Jinna rồi. Đại Thiền Sư Jinna, thầy sư mới pháp lực cao cường. Một thầy sư tu thiếu lâm. Ok, một pha cướp rừng của La Cross. Và Butterfly team bạn đã ăn bùa đỏ rồi. Và mình sẽ solo lên với Hindu. Rồi, rất là không may. Ăn luôn cái pha nội tại bị đẩy ra ngoài. Nhưng mà không sao. Nói chung là Hindu tuổi gì? Tuổi gì chứ? 1 này, nhỉ? 2 này. Ủa, kinh quá các bạn ạ. Nó đẩy mình ra, nó choáng mình. Rồi, ở lên trên thì một cuộc chiến xảy ra khốc liệt. Lên trên thì mình thắng, mà mid team mình thì hơi gà, đã bị 10 con gà tiêu diệt rồi. Lại còn rơi trận đấu nữa. Chắc pha lấy bạn lấy bị mất mạng nên nói chung là bị ít mạng nên bị mất mạng. Nói chung là mạng mất, nói chung là một đều. Thì số hiện tại là rất là cân bằng. Rồi mình sẽ cái con rùa. Ok, mid team mình đã vào lại rồi. 6 phút GG. Ngồi tự tin thế. 10 con gà team bạn rất là tự tin các bạn ạ. Các bạn đấy chỉ cần 6 phút là GG thôi. Không cần nhiều. Không biết team nào GG luôn. Chắc là team bạn rồi. Quá tự tin về khả năng cầm 10 con gà của mình. Mà không biết là có anh chàng nữ bố đẹp trai đang ở dưới, đang mắc quẩy với con quái ở đây. Quá gì mà trâu thế, có mãi không chết. Ok, đây 4 rồi, chắc chắn là phải đi canh rồi. Hindu đang bám đít mình, không sao, kệ cho nó bám đít mình. Bám đít mình thì mình vẫn đi canh tốt. Ra bắt con Butterfly, 1 nhảy, 2 nhảy, 3 nhảy là làm choáng rồi, chắc chết rồi. Quá hay, đóng băng đôi luôn, điêu thuyền rất hay. Nó nửa máu thì bạn rồi. Nửa giá máu rồi. Rất là hay. Anh em tiếp tục đi canh đi. Còn mình thì phải về lên một tí đã. Về lên. Farm quá xong rồi lại. Tiếp tục lên canh. Trời ơi. Chơi trò gì vậy. Cứ đứng từ xa ném đá giấu tay.
Thầy trò rất là gọi là bẩn thỉu, không được đẹp cho lắm của Gindu, làm mình mất khá nhiều máu. Và anh em thì mình chỉ lại tổ chức đi ganh rồi, và mình thì tất nhiên là phải đi theo anh em rồi. Anh thủ ăn con quái làm gì mà nóng, thôi tập trung thôi, quất thôi, 5-3 mà. Butterfly team bạn này còn lên tấn công chứ, kiểu này thì chết hết cả lũ rồi, chạy làm sao được. Cái này thì chạy làm choáng luôn, làm chó của hai, một pha bột phá cái nhá. Trời ơi, nhiều mạng quá, hai mạng rồi. Thôi anh em ăn rồng đi, vì con làm rồng làm choáng cơ. Thôi mình phải về thôi, bảo vệ cái này, không còn thằng Gindu nó chơi nó chiến thuật là đầy trụ của mình kìa. Thôi anh thủ ăn đống quái này không lãng phí quá, rồi trụ vẫn còn khá nhiều máu. Rồi Gindu đẩy đường rất là nhanh, kịp không, cứu cái trụ của mình cái, cứu cái trụ. Trời ơi, không kịp rồi, quá là đáng tiếc. Nó là cái ưu tiên mình chứ, mình cả gái ngứa cho mình. Nên tăng rồi. Đánh không có thi đam này, không có thi đam nào. Rồi chạy đi em. Đó, lại ném đá giống tay, rất là khó chịu với chiến thuật của Gindu thì bạn. Ok, đánh như bố thì anh em nào chắc cũng biết đánh rồi. Đây là một tướng mà anh em sẽ được thưởng khi anh em làm thẻ đầu tiên. Một pha canh. Vào đây baby, come on. Vào đây. Úi ngồi làm trắng anh em nhau, sợ quá. Úi lao lên tim. Úi thoát rồi, hay quá. Một chú này thì canh này, hai chú. Nói chung là hai chú tuổi gì. Một pha ganh mà ganh không được bạn nào mà lại chết cả đôi. Rồi và hiện tại trận đấu đã đến phút thứ 5, phút 47 rồi, và sắp đến phút thứ 6 rồi. Và điều khiển team mình thì nói chung là trận này đánh gọi là đứng chơi nhiều quá. Thì bước tục vào đây, come on baby ra đây. Mà bật chiếc cuối quất rồi. Một pha dụ bước tục vào đây thì bạn và tôi thật bạn đã bị nứt rồi. Anh ấy là quá là ngây thơ. Cô làng bước tục vào đây ngây thơ quá. Một pha bị thả thính. Rồi một pha nhảy quá đẹp rồi. Anh em ơi, một mạng AD thì bạn đã nằm xuống rồi. Ok. Ui, một pha đóng băng quá đẹp mắt. Tìm đánh quá hay các bạn ạ. Tìm đánh có 26 phút rồi. GG chưa? GG rồi. GG đi còn gì. Đó, GG rồi. Good game. Và team bạn đã ép rồi. Quá hay, chỉ cần 6 phút là thắng một trận đấu danh. Ok, và video của mình đến đây hết. Xin chào tạm biệt với các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn.